Trần Anh vừa với về tiếp tục một mẫu Innova. Em này sản xuất năm 2007 nè. Xe một đời chính chủ luôn, 79D3475 nha. Xe gia đình không một tí gọi là dịch vụ đâu. Mấy mẫu này chạy qua 5 tháng thời gian sơn si dầm tút là có rồi. Đèn của em nó vẫn là đèn nguyên bản nè bà con. Kết hợp chúng ta sẽ có đèn gầm. 79 là bảng số thần tài ở Khánh Hòa đó. D là bảng số đời đầu 3475 nha anh em. Nước sơn nè, bằng che nó bảo màu ghi vàng nha. Vàng băm đúc nguyên bản của dòng Innova nè. Được cả cái xe nè anh chị nè. Son ở mâm là không có dấu hiệu là phơi. Phơi mâm có nghĩa là chạy nó bị dập mâm người ta phơi chứ không có nha anh em. Nguyên hết chì bấm theo xe nó còn nguyên si như thế này. Bốn qua vỏ đây anh em. Bốn qua vỏ đâu đó còn được ở tầm 70%. Nước sơn đẹp lắm. Đó, gia đình anh em lấy mẫu này về đi gia đình. 7 chỗ rộng rãi 2.0 dẫn động toàn bộ hệ thống cầu sau. Mức độ tiêu hao nhiên liệu của em này rơi cho anh em nằm tầm 9 đến 10 lít. Khi anh em chạy không tải sẽ là 9 lít. Khi anh em chạy chở 7 người đóng máy lạnh vô nó nằm tầm 10 lít. Báo giá chuẩn, báo giá đúng cái mức tiêu hao nhiên liệu của em nó rồi. Chứ còn nhiều khi Trần Anh thấy có một số anh em đang kêu là uống 7 lít, 8 lít không có. Không có chuyện 7, 8 lít nha. Đây bà con nè, biểu tượng của Toyota nè. Mạc chrome hết toàn bộ, G xịn sẽ có hệ thống cảm biến dê phía sau. Nước sơn đẹp nha anh em nha. Đây nè, keo chỉ ở trong. Từ những ốc tán bản lề là không có dấu hiệu là khui mở nè. Bon điện đẹp mà sạch sẽ nè. Lót sàn cũng rất là sạch sẽ nha bà con cô bác. Hai bên chuẩn như nhau nè. Ở chủ nhà thay cho em nó hai cái ti mới nè, ti chống cửa nè, keo nè, keo trong là nguyên bản nè, chưa có mở nè. Con này 2007 đẹp nha ba anh em, xe bao đẹp luôn. Máy móc thì đương nhiên thì đời này chạy qua thời gian 5 tháng phải có canh chỉnh rồi. Lặt vặt đôi thứ như là hệ thống đường bơm nước nè. Rồi thay cam nè. Chắc chắn là phải thay cam rồi chứ còn chạy bao nhiêu năm rồi. Mười mấy năm rồi mà kêu cái cam nó còn nguyên sao mà còn được. Tắp bi tắp lô đẹp nè, hệ thống keo chỉ là rin hết nè. Được cái gia đình không có khoan đục, không có taxi nha. Kính là kính rin của Auto Plan nè anh em. Tắp bi nè, G xịn là tay nắm inox, hệ thống keo nè. Keo nguyên bản hết toàn diện nha anh em. Đây là vô lăng nè. Vô lăng nguyên bản của G đi được 126.081 km nè. Nội thất đẹp nè. Tắp bi tắp lô sạch sẽ lắm. Ghế ở trong là chủ nhà bọc toàn bộ hệ thống ghế da mới tinh nè anh em. 7 chỗ ngồi rộng rãi nha anh em. Đây nội thất ở phía sau nè. Dàn lạnh của em nó là dàn lạnh âm trần nguyên bản của hàng G luôn. Đây nè, băng ghế ngồi phía sau nè. Đó, anh chị nhìn tắp bi sau là vân gai nè, còn mới tinh nè. Không có dấu hiệu là bị chầy xước. Một cái xe mà đã qua sử dụng thì phải gọi như thế này nè. Của bên thì tại người anh em. Nếu chủ nhà người ta chạy người ta biết bảo dưỡng kỹ, tốt. Xe ít chạy là cái xe nó chất nha anh chị nha. Đây là vô lăng nè. Trang bị túi khí nè, lên cho em nó là màn hình Android nè. Kết hợp chúng ta sẽ có cam hành trình, cam dê full hết rồi. Đồng hồ 3 cấp chế độ chỉnh đèn sáng tối đang hoạt động hết. Mời anh em trải nghiệm vô tiếp tục phần khoang động cơ máy nhé. Máy êm lắm. Đó, sạch sẽ cho anh em chưa. Giá bán em này là 200 nha. Anh em mua chừng anh sẽ bớt cho. Đăng kiểm tháng 6 2025. Xe này chủ nhà vừa mới đăng kiểm xong. Được cái chất xe nó không cấn không lỗi với ghê. Đây anh em, Toyota nè, hệ thống keo nè. Keo rin nguyên si nè. Ốc tán nó cabo thậm chí còn chưa mở nè. Coi kỹ nè, ốc tán nó cabo chưa mở thì không có dấu hiệu là va chạm. À, anh em coi nha, gân guốc là nguyên si hết toàn bộ. Đi đôi là hệ thống đèn rin luôn nè. Cái đèn là đèn nguyên thủy luôn chứ không phải đèn thay nha. Dàn đầu nè, dàn đầu đẹp, tem theo xe nè. Đó, xương này là xương nguyên. Xương nguyên nó còn cái bộ tem này. Anh chị mua xe mới nó sẽ có cái tem này. Được chưa anh em? Hàng đẹp nha. ABS. Đây, hệ thống cảm biến kem. Đây là cục cảm biến kem nè. Đây là hệ thống cảm biến rung nè. Em này đường nước có làm. Có thay đường nước nè. Và cái thứ hai là có thay mặt kem trong. Thay kem. Đó, sạch sẽ. Bà con nào quan tâm mẫu này thì bà con alo cho Trần Anh ô tô. Máy êm lắm. Sử dụng toàn bộ hệ thống quạt ly tâm hết toàn diện nha anh em. Bên đây chúng ta sẽ có hệ thống hồi xăng nè. Xăng mà khí xăng dư á là nó sẽ cấp vào đây nó hồi lại. Và đây có một cái đường ống nó dắt nè. Nó đẩy lại xuống dàn bếp full nè anh chị thấy không? Đẩy trực tiếp vào dàn bếp full nè. Đó là hệ thống hồi xăng thông minh của dòng Innova chuẩn hàng G. Dây điện là câu nguyên rin, không có dấu hiệu là câu lằng nhằng nha. Đó.
sạch sẽ chưa. Và cái thứ ba, hệ thống bô chống nóng của em nó còn mới nè, không có dấu hiệu là xét rỉ, cảm biến gió theo xe hết toàn bộ. Rồi anh chị nào quan tâm mẫu Innova đẹp, alo cho Trần Anh Ô Tô, 200 triệu nha. Anh em mua Trần Anh sẽ bớt cho anh em, được cho anh em, bớt cho anh em từ 5 đến 10 triệu trên một chiếc xe. Hỗ trợ góp cho anh em các kiểu con là điểu luôn. Thích là chơi, cuộc sống này hãy vui lên nha cô chú anh chị, khi cuộc đời còn cho phép. Bầu ơi mà thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chúng ta mãi mãi là anh em trong một gia đình. Cái cụ số phía sau là nguyên si, đây nè, cụ số nguyên bản chưa, đó chưa có dấu hiệu làm nha. Gầm bọng ở dưới nè, sạch sẽ nha anh chị, gầm không, không dịch vụ nha, không taxi nha. Máy số thì cũng đã có nói như trên clip rất là rõ ràng chi tiết rồi, không cứng lỗi luôn. Em này đặc biệt là không cứng lỗi, còn chạy qua thời gian 5 tháng va quẹt sân si là bình thường, phải chấp nhận điều đó, mua xe cũ mà. Rồi Trần Anh chào anh em nha. Anh em nào quan tâm mẫu Innova này, alo cho Trần Anh Auto,